Xin chào các bạn nha, tại đường đây có mặt tại làng bè Lóc Sơn, trên đường ra ngoài thuộc bè Năm Thắng đây. Mình vừa cơm trưa với ta đoàn đây, rất là mát mẻ. Trưa mình được ngồi ăn trên bè, bây giờ bắt đầu di chuyển từ tàu nè, ra ngoài khu vực bè để ăn trưa. Đây là khách của mình các bạn, tàu khách của mình ngày hôm nay đây nè. Lên tàu là trang bị ống phao vào nha, té xuống là tụt tụt. Không đủ để chiến sau nha, một chiến không có hết đâu, một chiến không có hết đâu nha cả nhà ơi. Rồi người lớn mình giúp giùm em, mình giữ mấy bé nhỏ lại nha, cẩn thận nha, xông nước nha. Bè Năm Thắng đó, giờ mọi người sẽ di chuyển đi ăn trưa. Thank you.
Rồi quý thầy cô nè, có mang theo trẻ nhỏ là vui lòng giữ các bé lại nha, không có cho các bé đi trên tàu lung tung nha. Tới rồi nha. Đò sử dụng cơm trưa tại đây.